Rồi, chào mừng bạn đến với View Napalm ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách dập ủ cây phá tay núi. Đây là cây phá tay núi đây các bạn này. Các bạn có thể nhìn thấy được cây này cũng khá to đấy. Đây, người ta giao cho mình một cây như thế này. Mang tiếng là một cây phá tay núi nhưng thực tế đây là một cây giống như một cái canh thì đúng hơn. Bởi vì cây không có bầu, không có gì cả, chỉ có rễ trơ trọi như thế này đó các bạn ạ. Nhưng mà cái giống cây phá tay núi nó có đặc điểm rất sinh trưởng rất tốt và nó chịu hạn, chịu nhiệt rất cao. Vì vậy mà cái giống cây này là bạn có thể trồng lại được mà không cần phải lo lắng chết có bị hư đây nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được người ta giao cho mình một cái cây trơ trọi như thế này, cái rễ bị dập. Bạn có thể nhìn thấy cái rễ đây, rễ đã bị dập rồi. Các bạn có thể nhìn thấy được cái rễ bị dập cũng này, thể nhìn thấy nha. Cái tay mình đây là cái này cái cây này á là cái rễ bị dập gãy cho tiền hay nữa. Bạn có thể nhìn thấy được cái vết cắt, à, cái vết này bị tay sượt do quá trình người ta đào cây lên, nhưng không sao cả. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách xử lý nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cắt những cái dùng một cái kéo thật sắc cắt những cái vị trí mà gọi là rễ bị dập gãy, cắt hết tất cả những rễ. Các bạn có thể nhìn thấy đây những cái nào mà bị dập bị gãy thì bỏ luôn. Và cái việc cắt thì chủ yếu là phải gọt cho nó ngon nha các bạn. Rồi, ta có thể nhìn thấy được. Chế luôn các bạn. Thậm chí cả rễ cạn là mình cũng cắt luôn nè. Rồi còn cái rễ cọc cắt luôn các bạn nha. Cái này thì không đông. Rồi, đợt này là mình đã xử lý xong bộ rễ các bạn. Dùng cả kéo thật sắc để tránh trường hợp cái rễ này nó bị dập. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ dần cắt tỉa lá. Thì không nên để cái lá này quá nhiều các bạn nhé. Cái lá này vàng thì lượng ngoài mình phải cắt luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy mình cắt những lá bên ngoài này, lượng ngoài đấy. Và cắt cho dễ các bạn nhé. Rồi. Mình cắt chừng đó thôi các bạn, từ thân đến cắt khoảng từ một đằng tay thôi. Để như vậy thì cái cây trên này nó còn lá để nó còn được, và chúng ta có thể cắt những cái cành dập lá dập các bạn. Đây cái lá nó dập cắt bỏ, lá nó dài quá cắt. Rồi, đây là xong đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành
để cho nó khô một lúc đã. Thì cây này nếu như các bạn trồng liền thì nó bị sủi úng này, để cho nó khô thì việc cắt này đã một lúc sau rồi mình trồng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách làm đất giả thể.